Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 18 tháng 4 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của không khí lạnh cuối mùa nén và đẩy rãnh áp thấp, từ đêm qua kéo dài sang cả ngày hôm nay, mưa rông đã xuất hiện ở hầu khắp Bắc Bộ. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16 tháng 4 tới 7 giờ ngày 17 tháng 4, phổ biến trong khoảng từ 20 tới 50 mm. Một số nơi có nơi mưa rất to như tại Than Uyên, Lai Châu là 60 mm. Mai Châu, Hòa Bình là 92 mm, Bắc Hà, Lào Cai là 61 mm, Bắc Quang, Hà Giang là 108 mm, Việt Trì, Phú Thọ là 60 mm, Sơn Tây, Hà Nội là 125 mm, Quỳnh Lưu, Nghệ An là 68 mm. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m, nên mưa rông sẽ tiếp tục kéo dài đến hết đêm nay với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 tới 80 mm trong vòng 24 giờ. Có nơi trên 100 mm trong vòng 24 giờ. Đáng lưu ý là mưa rông trong giai đoạn từ này thường kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, mưa đá và gió giật. Vì thế người dân cần hết sức cẩn trọng. Cùng với mưa thì nền nhiệt trên toàn Bắc Bộ cũng giảm. Mức nhiệt cao nhất ở đồng bằng trong đó có cả thủ đô Hà Nội dao động trong ngưỡng từ 24 tới 27 độ. Còn tại vùng núi mức nhiệt từ 21 tới 24 độ. Trong 2 ngày tới, vùng hội tụ gió sẽ còn duy trì, nên mưa sẽ còn tiếp diễn nhưng cường độ sẽ giảm dần và mưa tập trung chủ yếu về đêm và sáng sớm. Do vậy nền nhiệt chỉ tăng chậm khoảng 1 độ mỗi ngày, lên mức từ 24 tới 27 độ trên toàn khu vực vào ngày Chủ nhật. Vào thứ Hai đầu tuần tới nhiệt độ sẽ là từ 25 tới 28 độ. Phải sang những ngày sau đó trời có nắng và nhiệt độ sẽ tăng cao hơn. Không khí lạnh và rãnh mây rông ở phía Bắc di chuyển xuống miền Trung cũng gây ra mưa cho khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong ngày trời chuyển mưa to và dông mạnh, kèm theo đó là nguy cơ về tình trạng lốc xoáy, gió giật đi kèm. Mưa làm cho nền nhiệt tại Bắc miền Trung ngày hôm nay không vượt quá ngưỡng 26 độ, trời chuyển lạnh. Còn khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế mưa rải rác, nhiệt giảm còn từ 27 tới 30 độ. Còn ở các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận trời nắng ráo, nhiệt độ cao. Tuy nhiên từ ngày 19 tháng 4 ở các tỉnh phía Nam như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận mưa rông cũng có xu hướng gia tăng trên khu vực. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của xoáy bão đang hoạt động ở phía đông Philippines kéo theo gió Tây Nam hoạt động và sẽ gây ra mưa cho khu vực này. Cần đề phòng dông lốc và gió giật mạnh trong cơn mưa. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày thứ Bảy cuối tuần trời cũng tạnh ráo và có nắng với mức nhiệt dao động từ 31 tới 33 độ tại vùng cao Tây Nguyên và từ 31 tới 35 độ với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Về chiều tối và đêm, mưa trên khu vực Nam Bộ sẽ lại xuất hiện. Cục bộ sẽ có nơi có mưa rông với lượng khá lớn. Cùng với đó thì quý vị cũng cần đề phòng trong cơn dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Sau đó cũng giống như các tỉnh Nam Trung Bộ, từ ngày 19 tháng 4, gió Tây Nam mạnh lên thì mưa dông sẽ có xu hướng tăng đều trên khu vực Nam Bộ. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Khu vực ven biển Nam Bộ cần đề phòng với dông, lốc và gió giật mạnh. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai 18 tháng 4 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vừa mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 tới 24 độ. Riêng khu Tây Bắc là từ 24 tới 26 độ, có nơi trên 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 tới 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rào và rải rác có dông. Vùng núi phía Tây cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 tới 28 độ, phía Nam từ 28 tới 31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên có mây ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, dưới phía đông cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.